Các bạn ơi, các bạn có thấy cái bát mủ cao su không? Nó tràn cả ra luôn, tràn cả ra ngoài luôn. Nói chung là cái cao su này mủ quá ác. Như các bạn thấy này, hai bát luôn. Đây, cây cao su này phải hai cái chén thì mới đựng đủ nhá. Đây, tôi sẽ quay cho các bạn nhìn thấy kinh khủng không? Tôi lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Đây, các bạn nhìn thấy này, phải đựng bằng hai cái bát cao su, hai bát mới đựng hết mủ. Không thì nó tràn, nó cháy hết ra ngoài luôn. Đây, những cái cây ở bên ngoài này nó rất là kinh khủng các bạn ạ. Đây, vẫn đang chảy ầm ầm này. Bên đây nữa. Vâng, xin chào tất cả quý vị và xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì vợ chồng Giáp lại quay cho tất cả quý vị và các bạn một cái mảnh dãy nằm ở đường liên xã tại xã Ia Bang, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Cái miếng đất này gồm có 4H2, gồm có 3 sổ nhé các bạn. Và bây giờ thì cái giá mong muốn của chủ nhà là 3 tỷ 050 triệu. Và hiện tại là cái miếng đất này có 27 mét mặt đường, 27 mét mặt đường nhựa này, xung quanh dân ở đông đúc. Và cái miếng đất này đã có 100 mét thổ cư, gồm một căn nhà cấp 4 khoảng 100 mét vuông, có 900 cây cao su, là khoảng 2 hát cao su, rồi 2 hát 2 cà phê. Đó là hai sổ riêng nhau, tất cả miếng này có 3 sổ. Và cái miếng còn lại ở trên đây thì tầm được khoảng hơn 1.000 mét vuông gì đấy, là cái này là sổ rời và có 100 thổ cư. Em chào cô chú và các anh chị đang xem video hôm nay, và chồng em lại dẫn đường cho các anh chị xem một lô đất rất là đẹp. Xin mời anh chị cùng theo dõi. Cái này thì nó có vài cây sầu riêng, nói chung là đất đỏ, cao, nói chung là rất là đẹp nhá các bạn. Và cái miếng đất này nó cách trung tâm của huyện Chư Sê là 15 km, và cách trung tâm tỉnh, cách trung tâm cái huyện Chư Bờ Rông tầm độ khoảng 20 cây, hơn 20 cây. Và bây giờ Giáp, vợ chồng Giáp sẽ cụ thể cho các bạn xem là như thế nào nhá. Xin mời tất cả mọi người. À các bạn ơi, đây là cái con đường nhựa. Như các bạn, là tôi sẽ zoom lại một chút thì trên khu vực đây dân cư thì ở rất là đông đúc nhá các bạn. Đó thì bây giờ vợ chồng Giáp sẽ quay cho các bạn. Đường này là đường đi ra ngoài huyện này các bạn này. Từ đây mà các bạn đi ra huyện Chư Bờ Rông theo cái con đường nhựa niên xã này thì độ khoảng hơn 20 cây. Và cái mé bên đây, từ dọc cái mé bên đây mà các bạn đi ra đến ngoài Chư Sê thì tầm có 15 cây số thôi, cũng rất là gần. Đó, xung quanh thì có dân ở. Và như Giáp quay cho các bạn xem thì cái miếng đất này nằm ở chỗ cái cây xà cừ này. Chiều ngang của mặt đường là 27 mét. Giáp thấy là một miếng đất rất là đẹp, rất bằng phẳng, rất ok luôn. Với cái giá này thì còn thương lượng nhá các bạn. Và từ cái mép này, đây, từ cái mép này là trở thẳng xuống dưới kia. Đó, là kéo theo cái đường bên đây, kéo lên trên kia. Đấy, bây giờ là kéo theo lên đến cái chỗ cái cây xà cừ trên này các bạn ạ. Đó, lên tới cây xà cừ này, chiều ngang của cái mặt này là 27 mét, 27 mét nhé các bạn. Và đi vào trong thì như các bạn hình dung thì cái miếng đất nó cũng bằng đường chứ cũng chưa đến nỗi gì nhá các bạn. Và chủ nhà thì cũng đã xây một cái cổng rất là đẹp, một miếng đất Giáp thấy rất là ok nhá mọi người. Và đi vào bên trong này mọi người, khi mà các bạn vào đến bên trong cổng thì các bạn đã thấy một cái cây bơ. Bơ này là bơ gì tôi không biết luôn, nói chung quả cũng rất ok. Ở dưới đây thì có tưới bằng giếng khoan, một cái giếng khoan đủ nước tưới cho toàn bộ khu vườn này. Tôi thấy là một miếng đất rất là tiềm năng nhé các bạn. Và khi các bạn đi vào đầu tiên thì các bạn thấy một cái sân rất to, một cái sân rất to. Và mé bên đây thì như Giáp thấy sơ sơ thì Giáp đã thấy có một cây sầu riêng, quả lung liếng luôn. Ngay sân, ngay cạnh sân thì có một cây sầu riêng. Đây các bạn, trời ơi, sao quả nó to dữ vậy. Ôi trời ơi, các bạn ơi, cây sầu riêng này, trái của nó rất là khủng bố luôn. Không biết là cái loại này loại gì hay loại Thái nữa. Quả rất là to nhé các bạn. Và cái nhà thì nằm phía bên đây. Ngay đây thì Giáp thấy một cây sầu riêng này, xong đến một cây mít này. Giáp sẽ quay rất là cụ thể. Đất thì đất đỏ ba gian, rất là đẹp luôn. Và chủ nhà thì có nuôi mấy con chó nên nó sủa tựa quá. Đây các bạn ạ, một cây sầu riêng 2, 4, 6, 8, 9, 10 quả các bạn ạ. Rất là ok luôn. Đây là một cây sầu riêng. Và đây là một cây bơ. Rồi các bạn thấy đây là một căn nhà, một căn nhà tầm độ khoảng 100, hơn 100 mét vuông nhé các bạn. Và cái cạnh mé bên đây này, mé bên đây thì các bạn thấy một cái cây chôm chôm, một cái cây chôm chôm, quả nó vô cùng sai. Tôi chưa thấy cái cây chôm chôm nào quả nó lại sai như cái cây chôm chôm này các bạn ạ. Đây, như các bạn thấy này, trái của nó này dày đặc luôn. Đây là một cây thôi. Đó, một cây chôm chôm rất là khủng bố luôn. Và bây giờ tôi sẽ đi xuống cái vườn cà cho các bạn coi nhé. Đây các bạn ạ, tôi sẽ đi xuống cái vườn cà dưới này và cái vườn cây cây
cao su các bạn ạ. Rồi mời tất cả các bạn. Tất cả điện nước thì đã đầy đủ tại vì nhà đang ở mà. Đây. Đây là căn nhà, một cái căn nhà thì cũng rất ok. Nói chung là có phòng khách, phòng ngủ. Chỗ này chắc cỡ tầm độ khoảng 120 mét. Thì đứng từ đây là các bạn nhìn ra cái phía ngoài đường này là các bạn cũng thấy hình dung là rất là rộng rãi, đường xá thì ngon lành rồi. Quá ngon lành các bạn. Như vậy theo tôi thì rất hợp lý cho một gia đình. Và đi thẳng xuống dưới đây thì là xin chào cô chú anh chị nhá. Mày sủa ghê thế, làm cái gì đâu. Đấy, xin chào nhá. Nó sủa, nó sủa. À bảo luôn. Thì qua xuống dưới đây thì các bạn cũng thấy là đây là có một vài cây bơ và đây có cái chuồng bò. Tôi thì tôi quay sẽ rất cụ thể. Cẩn thận không trơn ngã vì bây giờ trời mưa. Như các bạn thấy thì cây cối rất là xanh tươi, rất là xanh tốt. Đây đi theo đường này. À cao su đây các bạn ạ. Tôi sẽ quay cho các bạn xem cao su. Ủ cao su đều quá các bạn ơi. Đây là vườn cà này. Trong đây là có 2.000 cây cà, tức là 2H2. Và đây như là cây cao su thì các bạn thấy là gia đình cũng đang thu hoạch. Để tôi xem cây cao su để cạo thế nào. À trình độ cạo cũng rất ok luôn các bạn ạ. Trình độ cạo rất là tốt, không có bị phạm đâu. Cạo được miếng cây cao su. Cây cao su này cho thu năm thứ mấy rồi anh? Năm thứ 7, thứ 8 rồi. Cao su là như thế hả chú? Đó, đây là mủ cao su, chủ nhà là cũng đang thu hoạch. Cạo chia đôi vườn mà một ngày cạo 700 ngàn một ngày á. Chia đôi mà cạo được 700 nghìn một ngày luôn. Đấy, cao su này đang thu hoạch là chia đôi rồi nhưng mà vẫn được 700 nghìn một ngày. Đây là những mủ cao su đang được thu hoạch để chuẩn bị đưa về nhà máy xử lý nhá các bạn. Đây là cạo chia đôi, làm tròi ngủ đây để cạo luôn. Rất ok. Cây cao su tôi thấy rất ok các bạn ạ. Đây là một cái vườn cao su này là gồm có 900 cây, khoảng vào 2H nhé các bạn. Khoảng đấy. Tôi thì tôi không có dành về kích thước trồng cây cao su, nhưng mà theo chủ nhà nói thì 900. Các bạn mua miếng này ấy, cà có, cao su có, cây ăn trái có. Miếng này tôi thấy ok lắm các bạn ơi. Đây là điện, tưới điện 3 pha luôn. Mà trời mưa thì nó hơi trơn các bạn, đi cẩn thận, hôm nay ngã vỡ mồm ra. Trơn, đất đỏ là nó trơn. Thì như các bạn thấy là đường ống của gia đình thì cũng đã ống nước tưới ớt giáp đầy đủ. Đây các bạn ơi, đất thì nó hơi lài lài, đất này thì rất là đẹp luôn. Đất này thì quá tuyệt vời, hình như là tôi không thấy một hòn sỏi nào đâu các bạn. Đất này thì đặc biệt ở cây cà cà ở đâu anh? Cà đấy, dưới đây này anh. Rồi, anh dẫn em đi xem vườn cà. Đây là hai hướng dẫn viên du lịch sẽ trách nhiệm là dẫn tôi đi xem vườn cà các bạn. Hái được quả bơ ấy. Tía quay lại xin chủ nhà cái. Bơ sáp đây. Bơ sáp à? Ừ, bơ này, bơ sáp này. Đây các bạn ạ. Đây tôi sẽ quay cho các bạn. Cây cao su thì cạo không bị phạm đâu. Rất là tuyệt vời. Chất lượng đấy, người ta cạo rất giỏi luôn đấy các bạn. Không bị phạm nhớ cây cao su ấy. Ừ. Mà vườn cao su thì rất sạch đẹp. Đây là tôi đang đi ở trong vườn cao su. Và bây giờ tôi sẽ xuống đến vườn cà để tham quan cho các bạn. Tôi chính là người dẫn dắt, nhưng mà tôi sẽ là người đi thăm chính và để báo cáo lại cho những nhà đầu tư các bạn ạ. Cái quả sầu riêng em thấy cây ba cây đấy, nhưng mà quả nào cũng to bự luôn. Ừ. Cây cao su cạo rất ok luôn, mà cây cũng rất đều, vườn rất đẹp đấy các bạn ạ, chứ không phải là đùa đâu. Từ cái vườn cao su rất đẹp luôn. Một miếng rẫy theo như giáp nghĩ thì rất ok các bạn ạ. À cà đây hả anh? À cà bên này. Cà bên này. Còn bên này là cà hàng xóm nhé các bạn. Bên này là cà của mình và tôi sẽ dẫn các bạn đi. Mời các bạn tiếp tục đi theo cùng tôi. Từ đây xuống dưới kia tầm độ khoảng hàng trăm mét. Từ đây xuống dưới kia phải 300 mét hả anh? Từ trên đầu vườn cao su này xuống đây là 487 mét. Từ đầu vườn cao su xuống hết kịch này là 487 mét. Còn đây là 300 mét. Đấy. Đây, cà phê đây các bạn. Bắt đầu mình tới cái cà phê. Theo như tôi nhìn sơ sơ thì hình như chủ nhà, cái người thuê ở đây hình như người ta đã trồng một vài cây chanh leo các bạn ạ. Đây các bạn ơi, cà phê thì bên này. Một cái vườn chất đất rất đẹp luôn. Nếu bạn nào có ý tưởng là trồng cao su thì trồng cao su cũng được. Các bạn có ý tưởng trồng, nhất là trồng sầu riêng. Cái chất đất này mà trồng sầu riêng thì phải nói là số 1 thôi. Các bạn thấy cà này, quả của nó cũng rất khủng khiếp đấy chứ các bạn ạ. Đây như các bạn thấy thì chủ nhà cũng đã trồng chanh leo. Nếu các bạn nào có yêu quý chanh leo thì làm luôn miếng này xong về căng dây lên. Chanh leo người ta đã trồng hết theo cái vườn hàng cà này này. Đấy. Rồi cà thì toàn bộ là nằm ở phía bên trái. Phải không anh? Cả vườn cà nằm phía bên trái đúng không? Rồi. Các bạn ơi nếu
Nếu mà các bạn mua cái miếng này thì các bạn sẽ được toàn quyền thu hái luôn. Đây là một cái giếng khoan. Đi từ đây xuống dưới thì cũng khá là xa. Nó vào à đây. Các bạn ơi, đây là điện ba pha. Chỉ cần một cái giếng này thôi là đủ tưới hết cho tất cả tương đây. Thì các bạn thấy là cái giếng nước ở đây nó ghê gớm. Nó nhiều nước cỡ nào các bạn ạ. Rất là ghê gớm luôn. Đây các bạn thấy cái vườn cà đây. Vườn cà nó rất là ok luôn. Tôi thấy đây là một cái khu vườn để có thể là một gia đình ở rất là tốt luôn. Các bạn thích trồng cái gì cũng được. Vì cái chất đất là đất đỏ ba gian, đất xịn luôn đấy. Đất loại một nhá các bạn ơi. Không một hòn sỏi, một hòn đá. Đi rất là dính chân. Đây các bạn thấy cà rất là tốt luôn. Hai vợ chồng em làm YouTube đúng vậy. Hôm nay hai vợ chồng mình là quay cho các bạn một cái miếng đất mình thích quá các bạn ơi. Các bạn bảo thích thì mua đi nhưng mà mình không có tiền các bạn ạ. Bạn nào cho mình mượn tiền mà không có lời lãi thì mình mua luôn. Cái này là khôn quá đó. Các bác tạo điều kiện cho vợ chồng khôn quá. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình đi để mình thăm. Mình có đi thăm thì mình mới thế hết được các bạn ạ. Xin lỗi các bạn là mình có điện thoại một chút. Rồi không sao. Hai anh em mình lại đi. Các bạn ơi, ở trên kia thì có một vài cây sấu, nhìn dưới này đẹp lắm các bạn ơi. Đây này. Các bạn nhìn cái cây cà này. Quả cà. Đã không? Nha. Đấy. Cà nó cỡ này mà. Thấy chưa? Chùm. Nó phủ lá đây là con thua, nhưng mà cà vạch ra lá. Quả nhìn thấy không? Đấy. Rất là sai nhá các bạn ơi. Cà này hái đẹp quá nhỉ anh nhỉ. Mà sao cái chất đất nó đẹp dữ vậy ta? Đất đỏ. Ui các bạn ơi, cà phê quả này. Anh ơi, nếu mà như một năm là bình thường người ta thu được khoảng bao nhiêu tấn? Hai cái. Ngày trước là bọn anh hái là vườn này, là ngày xưa bọn anh hái là 54 tấn vườn này. 54 tấn. Vườn này cà tươi. Anh hái 54 tấn mà. Ui ôi. Cà này ngày xưa anh hái nên anh biết chính xác là vườn này gốc anh lấy từ đâu. Vườn nhà bên kia là vườn nhà Hải Mù kìa, vườn bên này là vườn nhà ông Hoài này. Dạ. Các bạn ơi, cái vườn này là cái anh này là anh ấy đi hái cho là 54 tấn cà. Đấy là cái nguồn thu nhập của cà phê nhá. Còn cái tiền mà thu nhập của cái cây cao su ấy là chia đi còn 700.000 một ngày. Cũng ghê gớm nhỉ anh nhỉ? 700.000 một lát cạo mà. Ừ. Người ta cạo một đôi mà một tháng cạo 20 ngày mà người ta cạo tới 20 ngày mà nhân 7 là một tháng, là người ta cạo 15 triệu một tháng rồi. 15 triệu một tháng. Cả vườn đấy cạo 15 triệu một tháng này. Đấy. Và cái nguồn thu nhập thì 15 triệu một tháng thì các bạn tính lên thì còn cà phê như các bạn thấy thì người ta thu được khoảng vào 54 tấn là chính xác anh ấy đi hái. Tại vì cái này nó cũng thực tế thôi các bạn ạ. Chứ mình cũng bảo là sao không bảo 6 70 tấn đi mà bảo 54. Cái con số nó chính xác. Ui xa thế hả anh? Từ trên đầu vườn cao su đây là 487 mét chiều dài mà. 500 mét các bạn ạ. Trời ơi. Nhưng mà đi khỏi chân. Đâu anh đi, đây đi biết mà, đi xuống lên giáp dưới này. Mình cứ đi hết đó cho các bác xem. Tôi sẽ cố gắng quay cụ thể nhất. Cà đẹp quá anh nhỉ. Cái gì đấy? Tốt thế. Cà tốt lắm các bạn ơi. Ui dồi, là xuống đây kịch những cao su kia là hết phải không anh? Giáp cao su, dưới đấy có một cái suối. Nếu mà mình thích thì mình lại đào ao dưới đấy vẫn được hả? Bên này nó có một cái dòng suối nhỏ đào ao được mà. À. Bên này nó có dòng suối nhỏ đào ao được. Đấy. Bên này người ta đào của... Như bây giờ là nước chảy, còn mùa khô nó đào khoảng 4 mét, 3-4 mét là đến 3-4 mét là đầy nước luôn. Em nhìn mấy cái cỏ. Các bạn ơi, một cái miếng vườn rất là ok luôn. Giáp rất là thích cái miếng này. Tại vì đất đỏ, đẹp. Đường xá quá tiện, đi ra Chư Sê có 15 km thì rất là bình thường phải không anh? Quá ngon lành luôn. Các bạn đi. Đúng rồi. Anh ơi, cây này là ra đến chợ tạm, nó chỉ có... Chợ tạm ngoài mấy cây? 4 cây. 4 cây. Ra đến cái chợ ngã ba ấy thì nó cũng khoảng độ 4 cây thôi. Ở bên xã Gia Vê nó có một cái chợ ở ngã ba chợ đấy. Các bạn đi từ đây ra chợ thì tầm 4 cây, còn đi ra trung tâm gọi là xã xưa thì nó chỉ tầm 4 cây nhé các bạn. Không, ra xã chỉ khoảng độ 2 cây thôi, ra trung tâm xã. Ra trung tâm xã có 2 cây à? Qua có cái nào phong múc ra ngã tư thôi mà, có gì đó. Vâng. Thì đấy các bạn ạ, ra xã thì 2 km. Và ra chợ thì tầm độ khoảng 4 km, khoảng đấy nhá các bạn. Nói chung là thuận tiện, đường xá thì không phải đụng chân xuống đất một tí nào luôn. Toàn bộ là đường nhựa, đường bê tông ngon lành. Thế miếng này được ấy. Đi mãi chưa thấy tới nơi các bạn, là 500 mét. Theo tôi là 500 mét là nửa cây số đấy. Mà vừa đi vừa về là anh em mình đi bộ một cây. Ba sổ. Ba sổ, thật. Chính chủ sang tên một đốt nhạc là xong.
sổ sách đã ớt giáp. Thế này nếu mà theo em, nếu mà mình đi từ đầu dãy đến cuối dãy là độ khoảng hơn một cây. Đấy các bạn mà đi bộ ấy, sáng ra chỉ cần đi thăm dãy đi xuống xong đi về là tập thể dục rồi. Hơn một cây số. Thôi anh ơi không đi nữa đâu, xa lắm rồi. Đấy, đây 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 là vòng lên suối à. Cứ theo đường đi thôi. Từ đây còn 200 mét nữa các bạn ạ. Tí thì tịt còn 200 mét nữa. Thôi để hôm nào các bác đến mình đưa đi tận nơi. Thôi để hôm nào mà mọi người có dẻo chân thì dẫn thôi. Thôi bây giờ mình lại quay lên các bạn ạ. Chứ bây giờ đi một cây chắc ngất ra đây mất. Thôi, mình lại đi quay lên nhá các bạn. Ờ, tại vì ở đây ấy các bạn ạ là trời vừa mưa xong nên là cái lá cà nó rất là ướt này. Nó rất là ướt nên là Giáp với cả anh với cả vợ Giáp là không có đi vào được, đi vào rồi ướt hết người luôn. Và Giáp thấy là cái chất đất ở đây rất là đỏ, rất là đẹp. Không có một viên đá. Không có một viên sỏi nào. Đây, ở các bạn đây, nhìn toàn bộ cà đây. Nó rất là đẹp nhá, mình quay, cố gắng quay lên cao. Tôi thì tôi chưa mua được cái cam phở ly nên là nó cũng có một những cái hạn chế nhất định cho các bạn. Nhưng mà cái miếng đất này á, theo như Giáp nghĩ á, là rất ok luôn. Thứ nhất là có thổ cư này. Thứ hai nữa là mặt đường là 27 mét mặt đường này. Đó, rồi cái nguồn thu hàng ngày của mình nhá, nguồn thu hàng ngày của mình là đã được tầm độ khoảng 20 triệu một tháng tiền cao cao su. Rồi cà phê này các bạn có thể thu được khoảng 50 đến 54 tấn là trong vòng một năm. Mình thấy là cái này rất là ok nhá các bạn. Mình thấy cảm thấy là được lắm các bạn ơi. Nếu mà những nhà đầu tư mà cảm thấy được cái miếng này thì nên mua đi. Cũng được, nếu mà giá thương lượng á, thì theo tôi nghĩ là thương lượng được nhé các bạn. Đó. Thương lượng được, làm mua được các bạn ơi. Với cái tầm tiền đó và cái nguồn thu này á, thì cũng là ổn định các bạn ạ. Và cái giá này thì cái thời điểm này là đất nó còn đang rẻ đấy. Đứng ấy, nó rẻ ấy, mình mua được. Chứ mà khi mà đất mà nó có giá một chút thì mình nghĩ là cái giá này thì người ta sẽ không bán đâu. Tại vì nếu mà Giáp có miếng này chắc Giáp cũng không bán. Bởi vì mình có... Vì cái đất đỏ đấy mình có thể chuyển đổi được rất nhiều các loại cây. Mà nó đã là đất đỏ thì các bạn chuyển đổi thì cây gì trồng nó cũng được ăn nhá các bạn. Không có tiện lợi cái là vừa có nhà, xong rồi vừa có chuồng, hôm nay có cả dãy nữa làm rất tiện luôn, không phải đi đâu xa ấy. Có nghĩa là gắn liền rồi đúng không? Gắn liền trên đất rồi. Nhiều lúc mua nhà một nơi tới một nơi đi cũng không. Các bạn ơi nó tiện cái là đấy, như các bạn thấy là nhà thì với dãy nó liền nhau. Đó, tất cả mọi thứ là rất là thuận tiện. Rất là ok luôn. Nên là Giáp nghĩ cái miếng này cũng rất hợp lý vì cái nguồn thu nó đa dạng các bạn. Nó có hai cây chủ lực chính. Thứ nhất là cao su và thứ hai cà phê. Nếu mà các bạn mà có mua cái miếng này ấy, các bạn cải tạo một chút sầu riêng nữa là ok. Hoặc là gia đình nào mà các bạn cấy sầu riêng vào là rất ok luôn. Nước non các bạn có thể múc ao, múc thêm ao. Các bạn thích thả cá thì múc thêm ao. Còn nếu các bạn không thích thả cá thì nguồn nước là thừa sức, dư sức để tải cho khu vực này rồi. Sổ sách, đường xá, đi lại, điện đóm, gần trường, trung tâm, nói chung là cũng rất ok luôn. Mình thấy được. Rất là thuận tiện. Cái giá cả nếu mà so với cái giá thị trường bây giờ thì nó cái miếng này tiềm năng nhé các bạn. Trong tương lai là các bạn rất ok. Để mà một gia đình mà chuyển về đây thì tôi nghĩ là ok lắm. Tôi thì các bạn ạ, đi thăm đấy là tôi còn chưa đi hết đâu. Tôi mới chỉ đi từ chỗ kia đến chỗ kia thôi. Nếu mà đi hết là đi vùng quanh cái dãy này chỉ cần một vòng thôi là các bạn không thở ra hơi luôn. Tại vì nếu mà mình đi một mé ấy, mình đi từ đầu kia mà xuống đến cuối dãy thì kia nó tầm hơn 500 mét một lần đi rồi. Với tầm 500 rưỡi là các bạn đi từ đầu đường mà xuống cuối dãy của mình. Xong lại đi quay ngược trở lên. Nó thành một cây số, hơn một cây số, khoảng cây mốt rồi. Mà các bạn đi một vòng ấy thì thôi, mệt lắm các bạn ạ. Nếu đúng ra là thở ra hơi rồi đấy. Tôi bây giờ đi thấy mệt mệt rồi đây. Trong trắng say say rồi. Các bạn ạ, đi nếu mà đi dày nắng nó không sao. Đi dày mưa ấy, là cái dép của bạn, các bạn mới đầu nó chỉ độ khoảng 2 lạng thôi. Nhưng mà các bạn đi một lúc nó thành 5 lạng. Nó dính vào xong nó nặng thêm ấy. À, nó sẽ rất là nặng. Đây, tôi sẽ quay cho các bạn này xem trên cao thì như này. Đất nó dính dép ấy. Cà đẹp lắm các bạn ạ. Trông vậy thôi các bạn ơi. Bây giờ cà thì nó đang như này thôi. Chỉ còn 1-2 năm nữa nếu mà cà nó có giá một cái ấy, là nó lại nguồn thu nó lại khủng khiếp các bạn ạ. Cao su cũng thế thôi. Đấy, cứ cái gì một thời gian có giá cái tự dưng là xô nhau lên. Nhưng mà mình nghĩ là có cà phê này ok. Mệt không nói được nữa rồi. Sắp hết hơi rồi các bạn. Sáng ăn được tô bún thịt nướng. Đi bây giờ chắc hết nửa tô.
Mấy người kia khỏe thế, biết đi nhanh. Để các bạn này. Cũng đuối lắm rồi anh ạ. Vợ mình với cả anh ấy đi quá nhanh. Đây các bạn ạ, cao su đây, cao su nó rất ấy luôn, cao su nó rất là đẹp luôn, lá nó xanh mơn mởn. Anh ơi. Em nhìn thấy bắt mủ không? Đây tràn. Ôi các bạn ơi này, mủ cao su cháy này. Đây tràn này, thấy không? Mủ rất là nhiều luôn. Ui, anh ấy nhiều thế nhỉ? Nhiều mủ thật. Ui, bác tô này, đây không phải một tô nhá. Mình thấy hai tô này. Ui ui các bạn này, tô nào cũng như tô đấy, thấy chưa? Nhựa ra nhiều. Ui ôi, đây. Đấy. Các bạn ơi, cao su này. Đấy các bạn thấy là cái mủ cao su này ghê chưa? Này, hai bát. Hai bát luôn này. Một bát để dưới, một bát để trên này, thấy không? Các bạn ơi, cây cao su mà đựng những hai bát mủ. Đây, những cái này là toàn hai bát hết này, thấy không? Đây. Các bạn đây. Thấy khủng khiếp chưa? Bố anh nhìn những vườn cao su mà hai bát này hiếm lắm đấy. Hiếm lắm đây này các bạn này, hai đựng hai bát mủ nhá. Trên này một bát, dưới này một bát. Phải hai bát mới đựng hết, còn không thì tràn hết ra ngoài luôn. Mình lần đầu tiên thấy các bạn ạ. Đây, trên này một bát này. Đây như các bạn thấy nhá, đây một bát mủ nhá. Đây một bát mủ này, mà bát nào cũng mủ cũng kinh khủng luôn. Sợ đi thối lắm các bạn. Thối lắm, tôi không sợ, không dám sờ. Bát cây thì hai bát luôn. Nên là các bạn thấy là cái nguồn lực cái đất này mà trồng cao su thì không bao giờ các bạn phải suy nghĩ, mủ nó tràn ra luôn á. Đẹp quá, vườn cao su đẹp quá các bạn này. Các bạn ơi. Các bạn nhanh tay nhá, miếng này nhá, miếng này tôi thấy rất là ưng. Rất ưng ý các bạn ạ. Các bạn ơi, nhanh tay lấy miếng này đi. Tôi nói thật là cái miếng này tôi rất ưng ý. Thứ nhất là cái mủ cao su quá kinh khủng luôn các bạn ạ. Nguồn thu dồi dào. Nguồn thu là ok lắm. Các bạn thấy vườn cao su cỡ này mà. Mà thứ nhất là đất nó có mặt đường nhựa này. Có thổ cư này, 100 thổ cư rồi. Nhà xây ước ất giáp hết rồi. Sổ sách là 3 sổ ất giáp luôn. Chỉ việc sang tên công chứng trong ngày thôi. Nên là mình thấy là mọi thứ nó rất là ổn định. Cái vườn cao su này ấy. Nó quá đẹp đi các bạn ơi. Nó quá kinh khủng đi. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Rồi bây giờ tôi kết thúc cái video này ở đây. Mời tất cả các bạn nếu mà ưng miếng này thì hãy điện nhanh cho tôi, thì tôi sẽ liên kết với các bạn, với cả chủ nhà để các bạn làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video sau. Xin chào các bạn nhé.